Hello, Vlog Ngoài Đường Pit xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay 19 tháng 5 năm 2024, Vlog Ngoài Đường Pit đang có mặt trên sân vận động Thống Nhất, nơi diễn ra trận lượt về ở giải hạng nhì quốc gia giữa hai câu lạc bộ Định Hướng Phú Nhuận và đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đầu chương trình thì mình đã gửi đến cho quý khán giả hình ảnh về hai nhân vật rất là quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước đây. Đó là hai cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley Anvet và Đỗ Melo. Chúng ta biết đến họ ở trong một cái giai đoạn đầu những năm 2000, họ thi đấu trong màu áo của hai đội bóng lừng danh. Nếu như với Huỳnh Kesley Anvet là trong màu áo của câu lạc bộ Bergamo Bình Dương, thì với Gaston Melo hay được biết đến với cái tên nhập tịch là Đỗ Melo, bạn ấy thi đấu trong màu áo của SHB Đà Nẵng. Họ đã có tổng cộng là 4 danh hiệu vô địch V-League. Họ đã có tổng cộng là hơn 250 bàn thắng ở sân chơi V-League. Và có thể nói là trong suốt cái sự nghiệp của họ, họ đã để lại dấu ấn rất lớn trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Lúc này đây, họ đã bước qua cái tuổi 40. Nói chính xác hơn là cộng lại cả hai là 81 tuổi. Một số tuổi mà có thể nói là gấp 4 lần so với cầu thủ mang áo số 9 bên đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Hiếu. Minh Hiếu là sản phẩm của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Lúc này đây thì bạn ấy đang được tăng cường cho đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với cái mục tiêu là đưa đội bóng lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia. Năm nay thì Minh Hiếu cũng chưa được 20 tuổi, tức là chỉ bằng 1/4 so với hai lão tướng cộng lại mà thôi. Thực sự đó là một con số đầy ngạc nhiên và rất là thú vị. Bây giờ thì không để cho cả nhà phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với những cái hình ảnh về hai lão tướng Gaston Melo và Kesley Anvet với hai cái tên Việt hóa, đó là Đỗ Melo và Huỳnh Kesley Anvet. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần, scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Đây là khu vực khán đài B của sân Thống Nhất, nơi đang trong quá trình là cải tạo. Trong thời gian vừa qua thì có lẽ là cả nhà cũng đã biết là khu vực khán đài B thì không cho các cổ động viên vào sân để cổ vũ, với lý do là để đảm bảo an toàn trong quá trình mà sửa chữa ở khu vực đường hầm bên dưới. Hai ngày nữa thì sân Thống Nhất sẽ tổ chức trận đấu ở khuôn khổ của vòng 20 V-League giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chính vì vậy mà sau khi kết thúc trận đấu ngày hôm nay thì một đại diện ở sân chơi V-League, đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội, sẽ đến sân để tập luyện làm quen với mặt sân nhằm chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào lúc 19:15 ngày 21 tháng 5 tới. Và ở trên màn hình của quý khán giả, đây, Đỗ Melo với chiều cao có thể nói là rất khủng ở thời điểm mà Melo đến đầu quân cho SHB Đà Nẵng. Và đây, Huỳnh Kesley Anvet cũng là một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chân sút hàng đầu ở sân chơi V-League. Người có cú nhảy Santo ăn mừng bàn thắng vô cùng là đáng nhớ. Lúc này là thời điểm khởi động chuẩn bị cho hiệp đấu thứ hai. Hiện tại thì đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm thời bị dẫn trước với tỷ số là 0-1. Và chính vì vậy mà nhiều khả năng là huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn sẽ tung cả Melo cũng như là Huỳnh Kesley vào sân ở hiệp 2 với hy vọng là tìm kiếm được bàn gỡ. Trên khán đài A của sân Thống Nhất ngày hôm nay có khoảng 200 cổ động viên. Trong đó thì phần lớn là các cổ động viên của đội Định Hướng Phú Nhuận. Còn ở khu vực khán đài giáp với khán đài B trung tâm thì có một nhóm các cổ động viên của đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó chủ lực là các tay trống để cổ vũ cho đội bóng do huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn dẫn dắt. Sau khi kết thúc cái giai đoạn lượt đi, mặc dù bất bại nhưng mà phải trải qua nhiều trận hòa, thì ban lãnh đạo của đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã thay huấn luyện viên Lương Trung Tuấn bằng huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn.
Như mình cũng đã chia sẻ rồi thì ngoài Gaston Melo cũng như là Huỳnh Kesley Anvet thì đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh còn có một số những gương mặt đã nhiều năm chinh chiến ở sân chơi V-League cũng như giải hạng nhất quốc gia. Đáng chú ý có tiền vệ Bùi Trần Vũ. Đây là hình ảnh Bùi Trần Vũ, người đang ngồi ngay bên cạnh Tiêu Esan, có mái tóc nhuộm vàng. Bùi Trần Vũ là một trong những thành viên cùng với Vũ Anh Tuấn, Lê Hoàng Thiên được ông bầu Đoàn Nguyên Đức giữ lại để đồng hành cùng với các cầu thủ thuộc thế hệ được đào tạo từ lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG ra. Đó là Công Phượng Tuấn Anh Xuân Trường vào năm 2014. Ở trận đấu cách đây vài ngày thì chính Bùi Trần Vũ đã góp công giúp cho trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lội ngược dòng đánh bại Văn Hiến với tỷ số là 2-1. Bùi Trần Vũ là người đang mặc áo bíp màu xanh và người đang nhuộm tóc màu vàng chính là Tiêu Esan, cầu thủ có cha là người Pháp. Có lẽ chỉ ít phút nữa thôi thì những cầu thủ nhập tịch như là Huỳnh Kesley hay là Đỗ Melo sẽ được ban huấn luyện tung vào sân. Chúng ta có thể thấy được gương mặt lo lắng của các cầu thủ khi mà đội nhà đang tạm thời bị dẫn trước 0-1 ở hiệp 1 và bây giờ sẽ bước vào hiệp 2 với áp lực cần phải sớm lội ngược dòng để giành được 3 điểm ở trận đấu này nhằm củng cố vị trí thứ hai. Sẽ có hai đội đứng đầu mỗi bảng ghi tên vào chơi ở vòng bán kết tranh suất lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia mùa 2024-2025. Ngày hôm nay thì theo như quan sát của Vlog ngoài đường pit thì trên khu vực khán đài không có bầu thủy. Bầu thủy thường xuyên đến sân để theo dõi các trận đấu của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là vòng đấu này thì lại không có ông. Còn giám đốc điều hành kiêm huấn luyện viên tạm quyền của câu lạc bộ Công an Hà Nội Trần Tiến Đại ngày hôm nay vẫn có mặt ở sân để theo dõi trận đấu. Bởi vì sau khi kết thúc cái trận đấu này thì vào lúc 17:30 thì câu lạc bộ Công an Hà Nội họ cũng sẽ đến sân thống nhất để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tới. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn sẽ còn rất nhiều việc phải làm ở hiệp 2. Nhiều khả năng là ông sẽ tung Thành Đạt vào sân để tăng cường sức ép cho hàng tấn công của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hiệp 1 thì câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hầu như không để lại được dấu ấn nào đáng kể. Và có thể thấy là cả Gaston Melo, Đỗ Melo cũng nhiều khả năng sẽ vào sân ngay ở đầu hiệp 2. Trọng tài đang kiểm tra số áo, trang phục, giày thi đấu. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức hiệp 2 qua kênh ngoài đường pit Du Ký. Mình sẽ đăng highlight của hiệp 2. Và lúc này thì Đỗ Melo sẽ ra sân với số áo 38. Một chiều cao khủng khiếp của Đỗ Melo. Rất thú vị. Huy
Tín đang đứng trước chấm phạt góc. Đã có hỗn loạn ở trên sân. Vâng, đã có những cái đầu nóng ở trên sân. Lê Văn Hưng đã có sự căng thẳng. Một tình huống mà Đỗ Melo đã yêu cầu trọng tài cho hưởng penalty khi cho rằng là bóng đã chạm tay cầu thủ bên phía Định Hướng Phú Nhuận. Và ngay sau đó là phần tranh cãi quyết liệt của cầu thủ hai đội. Một người đang nằm sân. Những cái đầu nóng đã xuất hiện ở trên sân. Ban huấn luyện hai đội đã phải vào trong để hạ nhiệt những cái đầu nóng. Đã có những tranh cãi. Melo đang hạ nhiệt những cái đầu nóng bên phía Định Hướng Phú Nhuận. Cầu thủ hai đội đã bình tĩnh trở lại. Thành Đạt là người bị đau. Sẽ là một tình huống phạt góc chăng? Tổ trọng tài đang nói chuyện với nhau, không biết là có vấn đề gì. Đội trưởng Văn Giang bên phía trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng gần. Tổ trọng tài đang hội ý ở trên sân. Phút thứ 75 của trận đấu. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Định Hướng Phú Nhuận. Và lúc này đây thì thực sự là không khí đang rất căng thẳng. Melo đang khiếu nại với trọng tài về tình huống mà anh cho rằng là Định Hướng Phú Nhuận đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Và đây sẽ là một tấm thẻ vàng chăng? Quá căng thẳng. Những cái đầu nóng ở trên sân. Và đây là một tấm thẻ vàng. Thêm một tấm thẻ vàng nữa là hai thẻ vàng. Cái gì à? Đâu có đến mức căng thẳng vậy. Vâng, và sẽ là một tình huống phạt góc. Không có penalty đâu. Trọng tài vẫn đang làm việc rất tốt ở thời điểm này. Và cái điều quan trọng là giải hạng nhì thì không có va để chúng ta có thể đưa ra tranh cãi. Còn nếu cả nhà muốn có va thì một chút nữa chúng ta cũng không thể tranh cãi được thì coi lại đoạn clip thôi. Trận đấu vẫn đang bị gián đoạn. Đã là phút thứ tư liên tiếp, cầu thủ hai đội vẫn chưa thể đưa trận đấu quay trở lại. Việc tranh cãi như thế này chỉ bất lợi cho đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà họ đang rất cần phải đưa trận đấu quay trở lại ngay lập tức để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Lại chạm sà ngang rồi.
một tình huống thoát thua của Định Hướng Phú Nhuận. Vẫn còn rất nóng nha. Hết rồi. Như vậy là Văn Hưng đã có thể đứng lên và Thanh Bình sẽ tiếp tục thực hiện tình huống phạt góc cho trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Rất nguy hiểm. Hoàng Phương. Đường truyền không thành công của Huy Tính. Huy Tính. Phản công cho Định Hướng. Thủ môn Văn Trường đã lên cao. Vâng. Trận đấu đang diễn ra rất sôi động à. Lê Văn Hưng hôm nay là người hùng của Định Hướng Phú Nhuận. Lực bất tòng tâm dành cho Huỳnh Kesley và Đỗ Melo. Niềm vui của các cổ động viên Định Hướng ngày hôm nay. Một không khí sôi động ở khu vực của Định Hướng. Một chiến thắng để giúp cho Định Hướng Phú Nhuận tiếp tục đứng trước cơ hội rất lớn để giành suất đầu tiên ghi tên vào chơi ở bán kết của giải hạng nhì quốc gia. Trong khi đó là sự thất vọng của phía câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ sẽ còn rất nhiều việc phải làm ở giai đoạn tới đây. Bộ đôi Brazil Argentina của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Họ còn rất là nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Đã có những cơ hội. Tuy nhiên là trong một ngày mà thủ môn Lê Văn Hưng thi đấu xuất sắc thì các cầu thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Thậm chí là còn để thủng lưới thêm ở những phút cuối cùng của trận đấu.
Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.